Ngày 24 tháng 7, tại Cô Tô, huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện đảo đã tổ chức lễ thượng cờ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, nơi duy nhất được Bác Hồ cho phép dựng tượng khi người còn sống. Lễ thượng cờ dù quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang trọng theo nghi thức lễ thượng cờ quốc tang của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình. Trong không khí trang nghiêm thành kính, cán bộ, quân, dân huyện đảo một lòng hướng về Đảng và thành kính bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cách mạng sống trọn đời vì nhân dân, vì đất nước, vì dân tộc. Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô cũng thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện việc treo cờ rủ tại cơ quan, công sở, nơi công cộng theo quy định. Việc treo cờ rủ thể hiện lòng tôn kính và tưởng nhớ sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo tận tụy vì nước, vì dân, người cộng sản mẫu mực, liêm chính, một nhà lãnh đạo giản dị, vì dân, dành cả cuộc đời cho công cuộc xây dựng Đảng, vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.